Sam Chia Tay xin chào anh chị nhé. Hữu duyên thì hôm nay Sam Chia Tay lại tiếp tục hướng dẫn cho anh chị, đó là nốt ruồi son mọc ở trên lòng bàn tay. Thì nốt ruồi này thì nằm ở ngón tay áp út nha anh chị. Thì suốt thời gian qua Sam Chia Tay có Sam Chia Tay cho các anh chị ở phương xa. Thì thời gian gần đây có một số anh chị đã nhắn tin về hỏi Sam Chia Tay là trên lòng bàn tay của những anh chị này có nốt ruồi son, có anh chị thì mọc ở giữa lòng thủy mạch, cũng như là có một số anh chị thì mọc ở trên ngón tay. Và hữu duyên hôm nay thì Sam Chia Tay sẽ hướng dẫn cho anh chị, đó là nốt ruồi son ngay ngón tay áp út, đó là ngón tay đầu nhẫn ha, ý nghĩa ra sao như thế nào, xin mời anh chị cùng lắng nghe. Và trong lúc xem video hướng dẫn về nốt ruồi son bọc ngay ngón áp út, anh chị nhớ nhấn like, comment, đăng ký kênh để ủng hộ cho Sam Chia Tay nha. Sam Chia Tay xin chân thành cảm ơn và chúc anh chị thật nhiều sức khỏe nha. Nếu trong cuộc sống những anh chị nào có nốt ruồi son mọc ở vị trí này thì trong cuộc sống của những anh chị này gặp khá là nhiều may mắn. Vốn là những anh chị này có sự thông minh từ rất sớm nha, cũng như là lúc nhỏ là những anh chị này đi học hành thi cử đều đỗ đạt và rất thông minh, được trong trường lớp cô giáo thầy giáo khen thưởng nha. Và những anh chị mà có nốt ruồi trên ngón tay áp út này thì được quý nhân phù trợ, trong công việc thì những anh chị này làm đâu thành công ở đó. Và những anh chị này có duyên ăn nói có tài ngoại giao, và những anh chị này làm ăn việc gì cũng thuận lợi, sớm thành công trên con đường công danh và sự nghiệp rất là nhiều nha. Và trong cuộc sống thì có duyên đi đứng xa đường, được rất là nhiều người ngưỡng mộ. Sau này thì có phước đất từ ông bà tổ tiên của Huyền, cũng như phước đất của những anh chị này tự tạo, cho nên là những anh chị này sẽ làm ăn gặp nhiều suôn sẻ, trong cuộc sống thì không hề vất vả chút nào nha. Những anh chị mà có nốt ruồi ở ngón tay áp út như Sam Chia Tay vẽ đây á, khoanh vùng lại đây như thế này á, thì cho thấy trong cuộc sống của những anh chị này thì không bôn ba. Ví dụ như là những anh chị này có mức vừa đủ là đủ rồi. Ví dụ như là anh chị này thì cho rằng là bao nhiêu đầy đủ là đủ rồi, cho những anh chị này không có bôn ba hay là không có đua đòi. Và những anh chị này thì trong cuộc sống thì không cần quá giàu sang. Vốn thì những anh chị này thì không quan trọng vật chất hay là tiền bạc, cho nên là những anh chị này sống rất là tình cảm, có tâm hồn là ưa nghệ thuật ha, bay nhảy đi đây đi đó vậy đó, tư tưởng tự do thoải mái và cũng như là bay bổng, ghét trói buộc hay là được nhân duyên tốt lành về hôn nhân. Trong cuộc sống thì cho thấy hôn nhân vợ chồng thì những anh chị này ít xảy ra mâu thuẫn hay là tranh cãi lắm nha. Và những anh chị này thì sống rất là thuận nhau, không có gây lộn nè, và cũng như là trong cuộc sống gia đình thì rất là hạnh phúc viên mãn nha, hòa thuận. Nốt ruồi son ở đây thì cũng cho thấy là mang lại khá là nhiều may mắn và tài lộc cho những anh chị mà có nốt ruồi son ở trên ngón tay áp út này. Nốt ruồi son ở đây thì cũng mang lại ý nghĩa là những anh chị nào mà sở hữu có nốt ruồi này rõ đẹp thì công thành danh toại, mơ được ước thấy. Và những anh chị này dù không phải bỏ ra quá nhiều công sức hay là vốn luyến, nhưng mà những anh chị này vẫn thu về được nguồn lợi, một vốn bốn lời nha. Tức là người này dù cho có mà tài giỏi cũng vậy, mà hay là không tài giỏi cũng vậy, luôn luôn được thần linh gia hộ, ơn trên che chở. Nên những anh chị này trong cuộc sống rất là gắn bó, cũng như là nỗ lực. Những anh chị này thì có thành quả, thì thành quả đây là những anh chị này làm chơi đôi khi là chơi thật, có số mạng là như vậy. Bằng những cái chuyên môn của mình, cũng như những anh chị này càng cố gắng, thì những anh chị này sẽ làm ăn gặp rất là nhiều tốt đẹp. Ví dụ như là những anh chị này làm ăn sẽ gặp 3 hoặc là 4 lần. Ví dụ như là 4 lần vốn, nói chung 1 lần vốn 4 lần lời ha. Và cũng như là những anh chị này thì có nốt ruồi ở vị trí này thì mang lại cho những anh chị này vận mệnh khá là tốt, có số rất là thịnh, và cũng như là không bao giờ phải lo về cơm áo hay gạo tiền, và có được cuộc sống là sung túc, đầy đủ và no ấm nhàn hạ. Đây là nốt ruồi mang vận số đào hoa nha anh chị. Cứ bất cứ là nốt ruồi mà nằm ở đâu, nhưng mà nốt ruồi son thì đây cũng được gọi là vận đào hoa sẽ đến. Chủ nhân của những anh chị có nốt ruồi son như Sam Chia Tay vẽ đây thì đường tình duyên rất là rộng mở nha. Vì có nhiều người theo đuổi nên những anh chị này khó mà chọn lựa được một ai. Người này thường được mọi người yêu mến và ra tay giúp đỡ trên con đường công danh sự nghiệp tiền tài. Cuối cùng thì những anh chị này sẽ lựa chọn được đúng người và được sống hạnh phúc viên mãn, không phải lo toan về điều gì hết tất cả. Nốt ruồi son ở đây thì cũng cho thấy những anh chị này khá là thuận lợi về mọi mặt, cũng như là những anh chị này gặp khá là nhiều may mắn trong công việc. Nốt ruồi son này thì cũng báo hiệu cho những anh chị này tiền trung hậu đều có cuộc sống no ấm đầy đủ nha. Và những anh chị mà có nốt ruồi son ở vị trí này là người sở hữu nó thì được cuộc sống có thể là không quá sang giàu dư giả, nhưng lại được bình yên và khá ổn định. Rất là hiếm khi nào mà gặp sóng gió hay là buôn ba xứ người lắm. Trong công danh hay việc làm tình duyên cũng vậy ha, những anh chị này sẽ gặp được người như ý.
Và mối lương duyên của những anh chị này thì rất là tốt, bình thường không có gì là thay đổi. Và những anh chị này lập gia đình, thành gia lập thất, thì nam sẽ gặp là vợ trăm anh đại cát, nữ thì gặp chồng có địa vị cao sang, làm ông này, ông nọ vân vân. Và nhân duyên thì đa số những anh chị này do là trời định, thiên duyên tiền định ha. Vì thế nên trong cuộc sống tình cảm về hôn nhân thì đều rất là suôn sẻ và không đau khổ hay gặp khó khăn về tình. Nốt ruồi ở đây cũng báo hiệu là những người sở hữu vận khí thường là tốt đẹp chứ không có xấu nha. Và nốt ruồi đen á, thì nó sẽ có ý nghĩa khác với nốt ruồi son. Cho nên là anh chị khi mà xem nốt ruồi thì nốt ruồi đen thì không có thuận buồm xuôi gió bằng nốt ruồi son nha anh chị. Cũng như là những anh chị này có tài ăn nói, rất là thông minh lanh lợi. Vì những anh chị này sinh ra là thiên tài bẩm sinh, thông minh và lanh lẹ. Những anh chị nào mà mang nốt ruồi son ở trên ngón tay áp út như xem cho tay vẽ đây thì cho thấy có số là phú quý, sang giàu, đa số là vậy ha. Còn 30% thì không đạt được như ý nguyện. Đôi khi nốt ruồi này thì tốt, nhưng mà những anh chị này không nhờ phước đức, không cộng chung với phước đức của ông bà tổ tiên cụ huyền với anh chị. Cho nên là những anh chị này đôi khi sẽ bị thay đổi nha. Và đa số thì thông thường những anh chị mà có nốt ruồi son ở đây thì luôn luôn bên cạnh được quý nhân phù trợ. Từ đó là có thể là gặp khó hóa lành và gặp khó khăn thì thành đơn giản. Từ khi sinh ra thì trong cuộc sống những anh chị này rất là tốt đẹp, được cha mẹ bảo bọc, bà con, dòng họ, anh chị em rồi lo lắng, chăm lo cho khi mà trưởng thành, cũng như là sau này trưởng thành rồi cũng lo cho thành tài, có công danh việc làm rất là ổn định chứ không có trắc trở gì đáng kể về hậu vận sau này. Thông thường thì những anh chị mà có nốt ruồi son ở trên ngón tay áp út này thì khá là cẩn thận, và những anh chị này thì giữ gìn bản thân rất là tốt. Thì những anh chị này trong cuộc sống thì ít khi đau bệnh hay là ốm yếu gì tất cả nha. Mà nốt ruồi son ở đây thì cũng tốt và nốt ruồi đen cũng tốt, nhưng mà không có tốt về phương diện sức khỏe. Thì những anh chị nào mà có nốt ruồi đen thì sức khỏe phải cố gắng tới năm 39 hoặc 40 cố gắng đi khám định kỳ. Còn nốt ruồi son thì sẽ có một sức khỏe khá là tốt, không có bệnh vặt. Cũng như là nốt ruồi đen thì thường khi là bị bệnh vặt, lặt vặt ha. Về nốt ruồi son ở đây thì cho thấy là những anh chị này có nhiều tiền bạc, của cải. Và nếu không có đi chăng nữa thì cũng tự dưng là hưởng được gia tài của cha mẹ hoặc là anh chị em cho trúng số cho mình. Hoặc là có đôi khi là những anh chị này mua vé số trúng số vân vân. Thì trong những bàn tay nào mà có nốt ruồi son trên ngón tay áp út như xem chữ tay vẽ đây, thì cho thấy những anh chị này cũng có lộc hưởng của hormone bên nhà chồng hoặc là bên nhà vợ. Nam thì hưởng lộc bên nhà vợ, nữ thì hưởng lộc của hormone bên nhà chồng. Những anh chị này có số hưởng tài lộc tiền bạc từ nhà vợ hoặc nhà chồng nhé. Và rồi là xem chữ tay đã hướng dẫn cho anh chị đó là nốt ruồi son ngay ngón tay áp út ý nghĩa ra sao như thế nào. Thì xem chữ tay cũng xin thông báo là nếu mà nốt ruồi đen thì sẽ khác nốt ruồi son nha anh chị. Và trong đây thì xem cho tay cũng xin thông báo là những anh chị nào có nốt ruồi ở đây nhưng mà chưa được gặp may mắn là do anh chị chưa đủ cơ duyên. Còn những anh chị nào mà hưởng phước từ nhỏ tới lớn thì cố gắng tạo thêm công đức phước lành để cho công danh sự nghiệp của mình nó bền vững hơn, gặp trắc trở nguy nan đều được hóa nguy thành an nha. Và rồi là xem cho tay đã hướng dẫn cho anh chị đó là nốt ruồi son ngay ngón tay áp út ý nghĩa ra sao như thế nào. Và hôm nay xem chữ tay xin chào và hẹn gặp lại anh chị trong những video tiếp theo nha.